Thưa quý vị, nhắc đến tham nhũng thì chúng ta thường chỉ nghĩ đến những quan chức, những lãnh đạo doanh nghiệp với số tiền hàng trăm triệu, hàng chục tỷ. Nhưng mà ít người hiểu được rằng là việc cô Văn Thư đóng dấu ở Ủy ban Nhân dân xã gây khó khăn khi ta muốn xin xác nhận giấy tờ, hay là việc anh cảnh sát giao thông muốn chia 50-50 khi mà chúng ta vi phạm ở trên đường, hay là cô y tá ở trong bệnh viện muốn người bệnh chi tiền bồi dưỡng, thì đều là những dạng thức khác nhau của tham nhũng, và nó hay được gọi là tham nhũng vặt. Dù số tiền tham nhũng mỗi lần không lớn, chỉ vài trăm hay là vài triệu, tuy nhiên, theo báo cáo về quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2016 vừa được công bố vào ngày hôm qua, thì không chỉ tham nhũng lớn mà chính những tham nhũng vặt như vậy mới là thứ khiến tâm lý của người dân bức xúc nhiều nhất. Và điều đáng lo ngại là dù bức xúc nhưng mà thay vì tố cáo, người Việt ngày càng có tâm lý chấp nhận sống chung với vấn nạn đó và coi đó là chuyện bình thường. Nhiều người lo ngại phải chăng người Việt đang hình thành một tập quán thích tham nhũng vặt, và đi kèm với đó là một thói quen thích hối lộ trong mọi việc của cuộc sống. Tham nhũng vặt, nhưng hậu quả của nó thì liệu có vặt vãnh hay không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này trong tiểu mục Chuyện tối nay với khách mời trong trường quay ngày hôm nay chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, một trong những đơn vị tiến hành thực hiện khảo sát PAPI. Xin chào và xin cảm ơn ông đã tới với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào. Câu hỏi đầu tiên theo ông thì quan điểm của ông cho rằng như thế nào được gọi là tham nhũng vặt? Trước hết trả lời câu ấy, tôi muốn chỉnh lại cái vừa rồi MC có nói là người dân thích cái hiện tượng làm quen và thích, không phải đâu, mà người dân buộc phải thích nghi với cái chuyện là phải hối lộ với các thứ. Không phải là thích mà là thích nghi, đúng không? Thích nghi, vâng, chứ không phải thích. Họ không thích tí gì cả. Thế cái câu là thế nào là tham nhũng vặt thì cũng phải tính chính một chút. Tức là chúng tôi dùng cái chữ tham nhũng vặt đây là để cho nó tượng hình, nó dễ hiểu thôi. Chứ còn phải nói chính xác ra là hiện tượng tập quán về hối lộ. Đấy, tập quán hối lộ, chạy trọt. Và luôn luôn là mình dùng tiền, dùng người thân, dùng quen, dùng thư để mà làm những cái việc có ích lợi cho mình và làm mất công bằng của xã hội. Tức là tôi gộp lại là tham nhũng vặt, tức là những cái loại mà thường ngày, tham nhũng xảy ra thường ngày. Nó có một cái định đề như thế này, tức là một cái quốc gia mà xã hội, một cái xã hội mà luôn luôn có cái tham nhũng hàng ngày như vậy, hối lộ, thì nhất thiết sẽ có tham nhũng lớn, là vì nó như là cái nền thì có những. Nhưng một quốc gia mà có tham nhũng lớn, thỉnh thoảng có tham nhũng lớn thì không hẳn là có tham nhũng vặt. Thí dụ Hàn Quốc là một điển hình. Hiện giờ đang xử đấy, tức là ngay cả Tổng thống mà có liên quan đến cái hiện tượng tham nhũng là giữa doanh nghiệp với lại liên quan đến các vấn đề về chính sách. Thế nhưng mà xã hội ấy không có tham nhũng vặt. Thế cho nên cái nguy hiểm của tham nhũng vặt là nó mang tính chất nền tảng. Một khi mà đã có tham nhũng vặt thì ắt là sẽ có những cái tham nhũng lớn. Vâng, như vậy là hậu quả mà tham nhũng vặt để lại thì không hề là chuyện vặt vãnh chút nào, đúng không ạ? Hoàn toàn không, mà vâng, nó là nền tảng, nó là một cái căn bệnh. Và sau khi mà đã tiến hành nghiên cứu khảo sát trong suốt cả năm qua thì ông thấy rằng là tham nhũng vặt ở tại nước ta hiện nay thì có gì khác, có gì thay đổi, chuyển biến so với những năm trước hay không? Nó có chuyển biến, tức là nó không chuyển biến và nó cứ quen dần và nó nhiều hơn lên. Thí dụ như là có những cái câu hỏi rất hay, tức là khi một cái số tiền bao nhiêu thì ông bà định là tố cáo. Thì lúc đầu năm 2011 thì độ 5 triệu. Trên 5 triệu tôi thấy là khó khăn phải tố cáo rồi. Nhưng sau lên 7 triệu, 12 triệu và năm nay lên đến, năm ngoái đấy, lên đến 27 triệu. Tức là đấy, quen là quen cái kiểu như vậy. Tức là người ta buộc phải quen và người ta nghĩ rằng là nếu 5-6 triệu tố cáo không có nghĩa gì. Đấy. Và thậm chí là còn gây thêm phiền phức và tốn kém hơn nữa trong công tác đi lại chẳng hạn, đúng không ạ? Vậy thì theo ông đánh giá là những cái lĩnh vực nào thường xảy ra tham nhũng vặt nhất? Lĩnh vực nào? Thì trong đời sống hàng ngày thì có thể là mình thấy rõ những lĩnh vực như là về y tế, rồi về sổ đỏ, rồi về đất đai đấy, rồi giao thông, cảnh sát giao thông. Nhưng theo cái dự án này quan trọng nhất mà ảnh hưởng đến cái méo mó xã hội, tức là tuyển dụng cán bộ, tuyển dụng công chức, xin việc vào làm nhà nước, xin vào làm từ giáo viên mầm non cho đến là vào làm cán bộ địa chính, cho đến làm nhân viên văn phòng ủy ban, vân vân. Như thế chỗ ấy là nguy hiểm nhất vì nó đụng chạm đến, tức là bây giờ ta gọi là không tìm người tài mà tìm người nhà. Người nhà đây là nói cho vui thôi chứ người nhà không nhiều như thế. Người nhà đây tức là người có tiền, người đưa tiền. Vâng, vậy thì nhân vấn đề này thì Thanh Huyền cũng rất muốn hỏi là với kết quả khảo sát của PAPI thì cho thấy là cứ 2 người mà muốn trở thành công chức thì phải có một người hối lộ hoặc là nhờ vào một mối quan hệ vị thân nào đó. Vậy thì sau nhiều năm nghiên cứu thì dường như là nạn tham nhũng, hối lộ, vòi vĩnh của cán bộ nhà nước lại không mấy cải thiện. Vì sao lại như vậy thưa ông? Ở đây nói hai người, tức là người ta lấy cái số mà chúng tôi thống kê được trên toàn quốc là 54% đấy, tức là cỡ là hai người, tức là có tỉnh thì có 10% thôi, nhưng có tỉnh lên 7 mấy %, thì thành ra trên toàn quốc Việt Nam thì cứ hai người tuyển vào thì trong đó là một người là do thư từ, do thân quen, do chạy trọt. Thế quá nguy hiểm rồi. Như thế là một cái hệ thống công vụ méo, nó không còn chính trực nữa. Cho nên cái chữ liêm chính mà của chính phủ đang nói là rất là khó khăn, chính quyền liêm chính đấy, nó rất là khó. Đấy cho nên là cái hiện tượng, rất nhiều người có gọi điện phản ảnh cho tôi là 54% là quá ít, tức là nhiều hơn nhiều. Nhưng mà như thế cũng đã ghê rồi. Cứ hai người mà lại một người là dùng chạy trọt. Như thế thì nó rất là ảnh hưởng đến chất lượng của công vụ. Đấy. Vâng, tôi có một câu hỏi khá là riêng tư dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh ạ. Vâng. Với bản thân ông hay là những người thân ở xung quanh ông thì sao ạ? Có bao giờ ông từng nghe họ phàn nàn về việc là đôi khi họ cũng phải lót tay cho các cán bộ, các công nhân viên chức để có thể xong việc được nhanh hơn không ạ? Và cụ thể sự việc là như thế nào, ông có thể chia sẻ về những điều nghe này? Thì nhiều lắm. Nghe nói bảo là công nhân điện thì phải 200 triệu mới được vào, giáo viên mầm non ở tỉnh thì là phải mấy trăm triệu, nào thì nhiều lắm. Nhưng có hai cái trường hợp mà tôi nhớ là nó biết cụ thể. Trường hợp thứ nhất là khi mà chúng tôi đi lên, đi khảo sát như này, đi đến các tỉnh để trình bày, thì lúc ấy mời một người nữa, cũng là một cái người ở ngay cả người ấy là thành viên của một cái ban gọi là phòng chống tham nhũng đấy. Thế thì cậu ấy rất trẻ, lên xe. Thế thì bảo hôm nay thế nào, đi cùng thì ổn chứ? Bảo là không, cháu vất vả lắm. Hôm nay là mặc dù đi này nhưng mà sáng nay cháu vừa mới lấy ô tô để chở vợ cháu vào sinh. Thì cháu cũng phải là chuẩn bị đưa mấy triệu vào trong lo lót để cho nó gọi là nó tốt. Đấy, ví dụ như thế. Tức là họ coi rất là bình thường, không sao cả. Tức là xong đó thì tôi lên tỉnh trình bày thì có một chị ấy là hội trưởng hội giáo dục của tỉnh đấy, một bà về hưu, bà ấy lên bảo, nói thẳng thắn là bây giờ mà các bạn, các ông, các bà mà vào bệnh viện mà không có chút phong bì cho bác sĩ thì các ông, các bà là vô văn hóa. Thế, tức là nó thành ra bình thường, chính cái nguy hiểm ở chỗ bình thường như vậy. Nhưng mà vẫn những người ấy mà sang Singapore chữa bệnh thì êm du, rất là nghiêm chỉnh, rất là đàng hoàng, không bao giờ có dĩ dũi phong bì. Cũng có lần người ta quen, người ta đưa phong bì thì bên đấy người ta cười ầm lên và người ta, nhưng giá đắt lên rất nhiều. Cho nên là dùng cái chữ thích nghi là nó ghê gớm như vậy, tức là người dân thà rằng mất mấy triệu để đi sinh ở đây còn hơn là vào hộ sinh ở Việt Pháp thì họ có mất là mấy chục triệu kia. Thì là đấy, cho nên là quen như vậy. Vâng, có thể nói là đó là những ví dụ rất là điển hình. Vâng, một cái trường hợp hai nữa là một cái ông đi xe ôm mà hay chở tôi rất là thân, thì con ông tốt nghiệp đại học nhé, Đại học Kinh tế Hà Nội. Thế tôi hỏi thế cháu bây giờ làm việc ở đâu? Bảo cháu là lúc đầu là định xin về ngân hàng nhà nước ở huyện, ở tỉnh, nhưng mà họ bảo là phải đưa 200 triệu thì mới vào được. Thì làm thế nào mà nhà tôi có được 200 triệu? Cho nên thôi để cháu lên đây lại làm lăng quăng, bán bánh mì que hoặc các thứ cứ chờ thời gì đấy, cái kiểu đấy. Đấy là sự thật cả. Ai cũng biết. Với những cái trường hợp như vậy thì nhiều người cho rằng là khi chúng ta gọi là tham nhũng hay là dù chỉ là tham nhũng vặt thì nó hơi bị nặng nề quá, bởi vì là lý do là vì đồng lương quá eo hẹp cho nên là nhiều cán bộ công nhân viên chức đã phải nghĩ ra rất là nhiều cách để có thể kiếm thêm thu nhập, và dường như là người dân của chúng ta bây giờ quen hơn với cái việc này rồi, và thậm chí là nhiều khi còn chủ động đưa tiền cho họ. Vậy ông nghĩ sao về điều này ạ? Ta lại quay lại cái đầu, tức là người dân đã dùng cái từ là nhập gia tùy tục, tức là vì cái gia, cái kiểu này nó như thế cho nên tôi phải thích nghi, tức là dùng chữ thích nghi cũng đúng, hay là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, kiểu là người dân bây giờ đang không được ở trong cái bầu. Thí dụ Singapore tức là một cái bầu tròn đàng hoàng này, thế của mình là biến thành cái dài này, thì nếu cứ ở như thế thì họ sẽ thành con gà dài ngoẵng ra, nhưng họ phải chịu. Đấy, bây giờ mình phải chữa làm tròn cái bầu lại, chứ không phải. Tất nhiên mình vẫn đi là, nhưng mà chúng tôi cái dự án PAPI này tuyệt đối không chống cái đường lối, thí dụ như đặt camera để xem là giáo viên này có nhận quà của học sinh không, hay là đi để tố giác không, mà phải chữa cái rất căn bản, tức là lương bổng ví dụ phải tăng lên, số công chức phải rất ít đi, rồi làm tuyển lựa phải công khai minh bạch vân vân, thì tự nhiên nó có thể nó thay đổi được. Vâng, để chống nạn tham nhũng vặt thì cần rất nhiều những thời gian và công sức. Vậy thì theo kinh nghiệm của ông thì ở nước ngoài người ta có cách nào để làm cho cán bộ công chức không dám tham nhũng vặt hay không? Tức là nhớ là tham nhũng vụ việc lớn nước nào cũng có thể có, nhưng nó ít. Thế giới người ta chấm điểm thì cái nước cao nhất, tức là điểm cao nhất mà một xã hội trong sạch là 10 điểm tuyệt đối, ta gọi là lý tưởng. Còn điểm thấp nhất, tức là hoàn toàn là kinh khủng tham nhũng các thứ thì không điểm, nhưng mà không nước nào không điểm cả. Tồi nhất cũng là không phải mấy điểm. Còn nước cao nhất là Singapore và thuộc loại cao nhất 9,8 điểm. Việt Nam là 2,9 và 3. Tức là Việt Nam luôn luôn ở cái mức là 3 điểm, ta cứ gọi tròn là 3 điểm, tức là học sinh yếu. Đấy, thế thì tức là phải nhìn như thế là rõ ràng về vấn đề là tham nhũng là Việt Nam là loại học sinh yếu. Thế giờ phải chữa làm thế nào để học sinh phải vượt lên 5 điểm và lên 6-7 điểm. Người ta muốn yêu cầu là một nước quốc gia phát triển trung bình bình thường thì phải 6-7 điểm. 6-7 điểm của cái điểm cảm nhận tham nhũng như vậy. Thế thì giờ làm thế nào? Thì theo các nước thì người ta phải quy về cái quản trị xã hội tốt hơn. Nhiều lắm, hôm nay không có thì giờ để mà ta, đấy là một cái lý luận. Tức là giống như này, tôi hay dùng cái từ là giống như là ô nhiễm môi trường. Nếu mà một cái xã hội mà đầy rác, đầy ô nhiễm ra mà anh vẫn bắt người xả rác, vẫn đi nhặt rác, vẫn làm sạch biển, làm sạch môi trường, rồi ngày này kia phát động, tuần này tuần kia vẫn làm, nhưng không giải quyết vấn đề, mà phải tạo ra một cái công nghệ sản xuất mà ít thải ra cái rác ấy thì mới xong. Thì ở đây tương tự cũng vậy, cái tham nhũng ở Việt Nam nó giống như là một cái xã hội đang nhiều rác thải, nó cứ đầy rẫy chỗ này rác, chỗ kia rác, rồi bụi bặm các thứ, nó giống như thế. Thế thì giờ muốn chữa phải tạo một công nghệ quản trị để nó ít sản xuất ra tham nhũng. Như vậy là chúng ta phải chữa trị vấn đề từ phần gốc chứ không phải từ phần ngọn, đúng không ạ? Xin cảm ơn. Tất nhiên vẫn làm ngọn, vẫn đi này kia, vẫn chúng ta cùng phải song song tiến hành nhiều biện pháp, đúng không? Vẫn là không cho Tết nhất, cũng không cho biếu xén, nhưng mà phải chữa vào gốc. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, so với những báo cáo trên giấy kiểu như không phát hiện tham nhũng của bộ này bộ kia, của địa phương này địa phương nọ, hay là chỉ phát hiện một trường hợp nhận quà tặng sai quy định, thì những con số khảo sát thống kê vừa được công bố kia dường như là đáng tin hơn nhiều. Và nó cho thấy là thực tế là người dân đang rất bức xúc nhưng mà cũng bất lực và dần phải chấp nhận thói vòi vĩnh, nhũng nhiễu, tham nhũng xung quanh mình. Một người hôm nay phải đi đưa hối lộ thì ngày mai có thể trở thành người nhận hối lộ. Và khi không ai cảm thấy áy náy xấu hổ vì hành vi đó thì lúc đó tham nhũng hối lộ có thể trở thành một tập quán thói quen của cả xã hội. Vâng, và một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị, các anh chị và các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình này ngày mai.